lộ diện chàng mỹ nhân bê tráp cực phẩm của Minh Hằng. Sáng nay 13 tháng 6, đội quân bê tráp của Minh Hằng chính thức được hé lộ. Theo đó, diễn viên Khả Như chia sẻ loạt ảnh gây chú ý trên trang cá nhân, chụp chung với cô dâu Minh Hằng và một số chị em showbiz. Bên cạnh Khả Như là nữ diễn viên Khả Ngân, Trâm Anh, Áo quân The Face Việt Nam 2018 là học trò của Minh Hằng. Hoàng Như Mỹ cũng là một học trò của nữ ca sĩ tại The Face Việt Nam 2018. Hiện đang được chú ý khi chinh chiến Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Sau 6 năm gắn bó, Minh Hằng và bạn trai hơn 10 tuổi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 tới đây tại Hồ Tràm, Vũng Tàu. Được biết, hôn phu của Minh Hằng tên Nguyễn Quốc B là phó tổng giám đốc của một công ty dệt lớn ở Long An. Hiện tại, mọi công đoạn chuẩn bị cho đám cưới của Minh Hằng gần như hoàn tất. Được biết, cô dâu sẽ diện nhiều trang phục trong đám cưới, dàn celeb khủng của showbiz Việt sẽ đổ bộ trong ngày vui này.